Để giới thiệu đến các bác một em súp Pol Audio. Con này nó phải tầm bát khoảng độ bát 32, 33, 30 thì bé quá. Nên nó nằm tận viền trong. Thương hiệu của Pol nhé. Pol Audio Mỹ. Đây, mặt đĩa căng của nó này, nặng chắc nịch luôn. Đúng, không biết mặt đĩa căng. Con này chiều cao 40. À, sâu nó tầm khoảng độ 46. Ngang 40. 40. À, các bác đeo tai nghe vào hộ em. Chắc là con này nếu em test súp lên, cái súp nó đánh mạnh như này em sợ cái mic thu âm của cái máy quay này nó sẽ bị rè hết. Đấy anh nhé. Này. Con này về phía sau đây. Con này giải điện là từ 100V đến 220 240V. Đấy, có chế độ auto. Auto luôn. Cổng live vào. Cắm được trực tiếp điện thoại vào đây cũng được hoặc là cắm tín hiệu từ Ampli vào đây. Ok hết này. Tín hiệu Ampli vào đây. Em nhìn chưa? Con này mà các bác còn chê nữa thì chả biết các bác lấy con gì. À, mức giá 6.900.000, mời các bác test súp nha. Em mở này. Để tập này cho bác nghe một chút đã, xong tí nó lên tiếp. Giờ này bát thì hơi cựa đấy. Âm bát phê. Phê lòi mắt luôn. Em tăng nhé. Ấm lắm ạ, nhưng mà nhìn này. Mặc dù đánh rất là mạnh nhưng mà tiếng bát mềm nhũn luôn. Có một số bác bảo súp nó không cắt được tè nên nó cắt hết rồi gì bác. Những súp mới này có chế độ cắt hết là auto thế nhá. Phì phì xuống không?